Kính thưa quý vị, sau đây là màn phỏng vấn sơ về cái hậu trại nhiệt huyết chiến thanh do hai một phóng viên và một phụ huynh. Xin mời. Xin chào. Em biết được cái là to to tí bạn ơi. Là một phụ huynh của hội trại truyền thống nhiệt huyết chiến thanh 2023 năm nay. Đến với D2 quả thật là bất ngờ. Có quá nhiều sáng tạo. Mình cũng không nghĩ ra các bạn sẽ làm một cái trại như thế này. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Nếu như mà thang điểm là 10 điểm thì mình sẽ cho chắc là 9 điểm 75 làm tròn. Yeah, yeah. Đây chính là liên quân của Nhật Bản và Pháp là lớp D2. Cái trại này anh đang hỏi là cái trại này là các con làm thời gian bao lâu ạ? Trại này thì từ khi thai nghén và chuẩn bị thì mất 9 tháng, con làm thì hết 10 ngày cô. Đại Trung Ương, nhìn nhau với Đại Trung Ương như thế nào? Vâng thưa chị, thì sau một vòng khảo sát thì ngoài từ trại trung tâm thì nơi đó có chứa nhiều VIP mình không dám đánh giá, còn các trại khác đối với mình ở đây các bạn đã cố gắng hết sức tạo nên một cái không gian thật tuyệt vời. Đối với mình thì các trại bên kia bình thường chuẩn rất bình thường. Hey, hey, say.